Dạ Lan 200.000, nhóm của cô giáo Hồng Ân 5.1 triệu, cô Minh Lan với cô Minh với cô Lanh với bạn cô Lanh với bạn cô Minh là 2 triệu, nhóm của anh Nam Cương là 9.9 triệu. Thì nhóm của anh Nam Cương tổng hợp với Nam Cương thì thôi Hùng cũng xin đọc tên của bà con ủng hộ trong cái số 9.9 triệu này luôn nha. Nguyễn Ngọc Dung 2 triệu, Nguyễn Thị Thu Hồng 1 triệu, Nguyễn Hoàng Xuân Mai 500, Nguyễn Thị Cẩm Lệ 500, Phượng Dựa Khô 2 triệu, anh chị Nam Cương 1 triệu, anh chị Hai Dân 500, Lê Văn Sơn 500, anh Ba Minh 500, anh Tá Phúc Kiết 500, Nguyễn Thị Nga 300, anh Hai Quang 300, Phạm Thị Kiều Hoa 300. Thì ở đó là cái danh sách này là anh Nam gửi cho Hùng tổng hợp cái nhóm của anh Nam Cương là 9.9 triệu. Rồi tiếp theo là gia đình Lâm Thủy ở Bình Trưng 1 triệu, nhóm của anh Minh, anh Hoàng, phường 4 là 2 triệu, nhóm của cô giáo Dương Kim Thi là cô này là chị của cái cô MC Thu Thảo nãy đó là 3.2 triệu, chị Cẩm Anh Hùng là 1 triệu, nhóm chị Trần Hoàng 2 triệu. Nói nhóm của chị Trần Hoàng chứ cái số tiền này của cô Anh với cô Hoàng Lớn, cô Anh là 1.5 triệu, cô Hoàng Lớn 500 là 2 triệu. Bác mười dần là trưởng nhóm Từ Tâm, lúc trước thì nay bác không có sức khỏe nên là bác không có tham gia được, thì gia đình bác hỗ trợ là 12 triệu để hồi hướng công đức này cho bác mười gái là bà Nguyễn Thị Sứ, pháp danh Diệu Hiển, hưởng thọ 76 tuổi. Chị Lan Nguyễn 500.000, bạn Dân Quỳnh với Liên là đại diện cho Hội Thánh Phục Hưng Đức Thắng là hỗ trợ 100 đô là 2.330.000. Anh Dân, chị Tiến, chị Hồng Nguyễn, Giao Duyên 500.000. Nhóm cô Búp thì nhóm cô Búp mới đăng ký á, thì hỗ trợ 800, mà khi mà hỗ trợ 800 là 4 người đi, mà khi mà đi á là chỉ có đi 2 người và hỗ trợ có 400 thôi. Thì cũng nói cho nó rõ là lúc đầu đi 4 người hỗ trợ 800, nhưng mà khi đi chỉ đi có 2 người hỗ trợ 400 thì nó giật lại ha, người ta không đi thì người ta không có đưa tiền, nên là cô không có đưa tiền thì sẽ trừ lại cái phần này ha. Bác Tự Nhàn, bác Tự Nhàn ở Michigan là bạn đạo của mẹ của Hùng á, là 100 đô là 2.330.000. Nhóm của chị Mỹ Hoàng ở Gò Công Tây là 2.1 triệu. Bác Hai ở Thiên Hộ là 2 triệu. Thì khi mà đi thì bác Hai có thêm 10 thùng bánh để đi tặng cho bà con ngoài đó, 10 thùng bánh gạo. Rồi nhóm của bạn Ánh Liên Phạm là Hồng Ngọc á, ở Mỹ, thì bạn Hồng Ngọc này giao duyên đến các bạn là nhớ Hồng Ngọc 100 đô nè. Rồi Andy Vinh Nguyễn 50, hai con trai của Ngọc là 50, anh chị Mỹ Lý 100, con gái chị Mỹ Lý là 100.
anh chị Liên Lý 50, hai con gái chị Liên Lý 50, anh chị Liên Lý 50, hai con chị Lệ Lý là 50 nữa, thì tổng cộng là 600 đô. 600 đô thời điểm này là 2.445.000, thì Hùng cũng đổi ra là 14.070.000. Rồi tiếp theo là cô Minh Lan. Cô Minh Lan 500.000. Em Lê Ngọc Thảo. Em Lê Ngọc Thảo này 2 triệu. Thì chị Phương Linh Mỹ Tho giao viên. Cô Nghiệm 1 triệu. Cô Ánh bạn cô Nghiệm là 500.000. Chị Loan Ngô ủng hộ 3 triệu. Chị Loan Ngô là bác sĩ Loan và bác sĩ Tấn ở Sài Gòn, là bạn của Hùng, là hỗ trợ Hùng Phước là 3 triệu. Cô Kim Khôi 500.000. Cô Phật tử Linh Hiếu ở Thế Sơn 2 triệu. Cái cô này là bạn Phật tử của cô Nghiệm, đăng ký đi mà không đi vẫn ủng hộ nè. Rồi anh chị Huệ An 1 triệu. Thì tổng cái số lượng mà Hùng đọc nãy giờ đó, tổng cái số lượng mà Hùng đọc nãy giờ là nó có cái tổng cộng cái số tiền mà Hùng thu của chương trình này á là 88.160.000. Tổng Hùng thu á nha. Còn bên Hạnh Tí thì không, Hùng không có cập nhật được nha bà con đó. Thì còn đó là cái thu. Còn cái phần chi thì bên Trí chi với bên Hùng chi, nên là chưa có tập hợp cái phần chi được. Thì Hùng về sẽ tập hợp cái phần chi này lại và cái phần thu, thì thu với chi sẽ trừ nhau, thì cộng trừ nhau, thì Hùng sẽ có báo cáo trên trang cá nhân Facebook của Hùng và Nguyễn và nhóm Từ Tâm. Thì bà con có theo dõi trong nhóm và có bạn với Hùng thì sẽ thấy báo cáo thu chi rõ ràng từ đó ha. Rồi cái Phật báo cáo thì coi xong, thì cũng Hùng Nguyễn cũng xin nói với bà con, thì trong mỗi cái chuyến đi hành trình từ thiện, không có chuyến đi nào mà nó được là suôn sẻ hết. Chuyến đi kỳ rồi từ thiện Gia Lai năm rồi, từ thiện Gia Lai rồi đi Quy Nhơn cũng bị chiếc xe hư, rồi bà con cũng ngồi trong góc ngồi dọc giữa ngoài đường tội nghiệp. Về tới khách sạn cũng đâu khuya lơ khuya lắc mệt. Rồi chuyến đi này cũng bị hư xe nữa đó. Thì nói chung cái chuyện này thì ngoài ý muốn hết đó, thì cái gì bà con mình cũng hoan hỷ bỏ qua ha. Còn cái vấn đề mà đi, khi mà đi từ thiện xong rồi tới ngày đi chơi cũng có chuyện luôn đó. Hùng rất là muốn hài hòa, muốn bảo quản hài hòa hết cho nó vui trọn vẹn, nhưng mà cuối cùng cũng không có được.